Mẹ thằng cháu, nó dám làm văn bốc phốt mình. Thôi kệ đi, để mình xem thời sự cái đã. Xin chào, các bạn có khỏe không? Khỏe cái bíp, tao đang bực mình đây. Hôm nay chúng tôi sẽ phát sóng một tin tức khá là phổ biến hiện nay. Đó là vụ mất tích của ba đứa trẻ gần đây. Chúng tôi nghi ngờ rằng vụ này có liên quan đến gã bán kem có tên là Rod. Đờ vấp, thằng Rod nó lại bắt cóc trẻ con à. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Vì vậy nếu ai tìm được ba đứa trẻ này thì sẽ được nhận tiền thưởng 100.000 đô. Đờ vấp, có tiền thưởng à. Vậy thì mình phải nhanh đi giải cứu thôi. Này Slenderina ơi, bà gọi cháu có việc gì không bà Granny? Cháu có thể biến bà thành một đứa trẻ được không? Bà cần phải đi giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc khỏi tay tên bán kem. Vâng ạ. A few inches later. Bực vờ lờ, từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được đứa trẻ nào cả. Khoan đã, hình như đằng kia có một đứa nhóc đang đứng một mình thì phải. Lạ à nha, bình thường chỗ nhà cái bà già Granny này vắng lắm. Nay sao tự nhiên lại có một thằng nhóc ở đây nhỉ? Mà thôi kệ đi, ít ra cũng có chiến lợi phẩm. Này nhóc, sao tự nhiên lại đứng đây thế? NKM, mày gọi ai là nhóc hả thằng kia? 2000 years later. Ok, bây giờ mình sẽ chui ra khỏi cái lồng này rồi đi tìm đồ để giải cứu ba đứa trẻ kia. Ok, đi kiếm đồ thôi nào. Định công mệnh con robot làm mình suýt thành món thịt nướng. Ồ, thằng Rod đây rồi. Vỡ mồm chưa? A hi hi. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái xà beng. Mày đây rồi, qua đây với tao nè. Đúng là hai mẹ con nhà mụ ba lắc ngu như nhau. Ok, bây giờ mình sẽ đem cái ghế này xuống khu triển lãm. Ok, bây giờ mình sẽ đi xung quanh để xem có đồ gì ngon không.
giờ sẽ đem cái cắc này để mở cái tủ khóa rồi lấy cái thảm. Được rồi, giờ đem cái thảm này ra chỗ kia đã. A few moments later. NKM, mấy bọn robot làm mình phát điên lên rồi đấy. Lát nữa xử thằng Rod xong thì mình sẽ chế biến bọn nó thành món robot nướng. Ok, mình đã phá thủng sàn nhà của nó rồi. Cho nó bỏ tiền ra tự sửa. A hi hi. Thế lô thằng Rod, có giỏi thì lại đây. Mày vẫn không rút ra được bài học gì à? A hi hi đồ ngốc. Ok, đã tìm thấy một que kem. Giờ mình sẽ đi tìm hai que kem còn lại. Two thousand years later. Mãi mới tìm được que kem màu hường. Ok, đến lúc hành động rồi. Ok, giờ mình sẽ đi lấy cây súng điện. Dậy đi thằng mập địch. Ok, đến lúc thả tự do cho bọn trẻ rồi. Cảm ơn bà Granny đã giúp chúng tôi bắt được tên Rod. Hắn chính là tên đã gây ra rất nhiều vụ bắt cóc trẻ con rồi.